được rồi. Ồ không, xe hơi đâu mất tiêu rồi. Xe hư rồi nhưng vẫn còn có xe ngựa nè. Ngồi xuống rồi đi thôi. À hả? Đội cái này vào trước đã. Sẵn sàng. Nhanh lên, con trễ rồi ạ. Phổ biến. Có chuyện gì ạ? Ở đây có chướng ngại vật. Ồ, phải làm sao đây? Hay mình đi vòng quanh đi. Thử xem sao. Chú ngựa bị sao vậy? Để thử lại. Wow, chúng ta phải phá rào cản thôi. Nhanh lên, phải đi ngay thôi. Ôi không, chỗ bị hỏng. Phải làm sao đây? Chú ơi chú, dừng lại. Cậu ấy cần giúp đỡ. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Cái chỗ bị hỏng rồi ạ. Cháu không thể đem đồ ăn đi được. Ồ, đưa tớ cái rổ đi. Cái gì? Xong rồi nè. Wow, cảm ơn cậu. Tớ muộn học rồi, tạm biệt nha. Tạm biệt. Hả? Chú ơi, có chuyện gì vậy? Chú ngựa không chịu đi nữa. Tuyệt vời. Con sẽ chạy bộ đến trường. Hả? Xin lỗi nha, 5 phút nữa vô học rồi. Tớ biết cách giúp cậu rồi. Hả? Cảm ơn, hiệu quả thật nè. Chú ngựa đói quá mà. Chờ một chút. Đúng. Nè, cho cậu, cái này dành cho các bạn. Tuyệt vời. Tạm biệt. Yippee. Cố lên, nhanh lên hả? Nhanh lên, nhanh lên. Ôi không, bánh xe. Ôi không. Chúng ta cần vá cái lỗ này. Làm sao đây? Wow. Xong rồi. Giỏi lắm, đi thôi. Nhanh lên, 3 phút nữa là bắt đầu giờ học rồi đó. Dừng lại, dừng lại. Sao không phải cờ đỏ? Xin lỗi, cháu làm mất lá cờ đỏ rồi. Có phải đó là cờ đỏ không? Phải, nhưng chúng ta cần nó để phá bánh xe. Cháu sẽ phá bánh xe. Rồi bọn chú sẽ đưa cờ đỏ cho cháu. Dạ được. Xong rồi. Nhanh lên nha. Ok. Xong luôn. Cảm ơn cậu. Tớ cũng cảm ơn cậu. Tuyệt vời. Ôi không, phía trước đang kẹt xe. Kẹt xe hả? Cháu xử lý cho. Tạm biệt. Yippee. Chúng ta đến nơi rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào buổi sáng cả lớp. Chào buổi sáng thưa cô. Cùng chào đón học sinh mới nào. Xin chào. Cái gì? Chào cậu. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đúng. Không đời nào.
rồi. Nộp bài thôi nào. Được rồi. Cái gì? Không đời nào. Slava, em bị điểm F. Cái gì? Maria, em đạt điểm A. Làm tốt lắm. Yes. Hẹn mai gặp lại nha các em. Tạm biệt. Con được điểm A nè. Con có thể có đồ mới được không? Làm ơn. Xin lỗi con, nhưng hiện giờ chúng ta không có tiền. Mẹ sẽ kiếm tiền, còn con ráng học giỏi nha. Dạ được. Oh yeah. Wow, máy tính xịn quá. Hả? Máy tính xịn quá à? Ừ. Kiểm tra tiếp nào. Cơ hội cuối cùng đấy. Cái gì? Đúng. Làm xong rồi à? Hết giờ rồi. Chưa làm gì cả. Em bị điểm F và ba mẹ của em sẽ đến trường. Làm đúng rồi. Điểm A cho em. Slava, lại đây nào. Con bị phạt vì điểm kém. Đưa cho mẹ điện thoại, máy tính xách tay và tai nghe. Vâng ạ. Cả áo khoác nữa. Không đời nào. Làm thế nào để lấy lại ạ? Con phải học tốt đã. Dạ được. Con được điểm A rồi. Wow, con là một học sinh giỏi. Mẹ đã tiết kiệm được tiền rồi. Con muốn gì nào? Có thể cho con cái điện thoại không ạ? Tất nhiên rồi. Của con đây. Wow, cảm ơn mẹ. Chào buổi sáng các em. Chào cô ạ. Giờ tớ có điện thoại rồi nè. Chúng mình chơi cùng nhau nha. Không. Có chuyện gì vậy? Hồi trước tớ đã có tất cả điện thoại và máy tính và mọi thứ. Nhưng giờ sao thế? Vì bị điểm kém đó. Tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu. 2+3 bằng 2+3. À, 8, 9, 10. Đúng. Tám cộng một bằng 9. 6+2. Em xong hết rồi ạ. Giỏi lắm. Cho em điểm A nha. Yeah. Cảm ơn nhiều. Tuyệt vời. Yeah. Việc học rất quan trọng đó.